Yo, what's up boy? Con mẹ nó chứ. Ngủ quên con mẹ nó mất. Sorry anh em nhé. Với anh em không dỗi đâu mà. Chúng ta tiếp tục của anh chị của chúng ta trong cái thế giới cụ lìn này. Khi mà chúng ta vẫn chưa có thanh trì. Ngủ giấc này tràn đầy sức khỏe để có thể líp, rồi cảm giác có thể líp đến khuya. Đảm bảo sức khỏe. À, công cuộc hành trình này. Cũng chuộc farm chào rồi. Nằm cái điều hòa lạnh quá. Hơi sụt xì tí. Ấy, cái con chim. Hãy cứng lên. Đại đế đã dậy rồi. Đó là lúc chúng ta quẩy nhau lấy thành. Hãy cứng lên. Anh em thấy đội chim của tôi mẹ chất lượng không? Quá chất lượng. Tối nay có list sơ bình hai không? Tối nay có. Súng phép chuẩn bị bắn tơ lưa luôn. À, hôm trước có ông bảo tôi là cuốn sách ở trong làng học được để tí thử rồi. Bùng cháy. Và xem có học được không? Phải thành. Đâu nhỉ?
đập như nào nhỉ, ta xem lại cái comment đấy rồi. Nghe trong đi mà cái của mình ấy, nó bảo đâu nhỉ? Ông nào dạy học phép luôn hôm trước nói này. À nhà mình nhìn trên Discord. Đi đây, bấm vào mô tả rồi bấm hình kính lúp. Rồi trở thành. Trở kiểu đéo gì. Trở kiểu đéo gì. Khi làm sao mà vừa chơi vừa thế được. Hình như đợi nửa đêm anh em, khi ánh mặt trời dần tắt. Chữ này đéo thể là dịch được cái chữ gì cả. Câu trên thì như khi ánh mặt trời ngừng tắt thì con cặp gì đó. À có chữ restore đây. À mình đã bắt đầu đọc rồi đấy. Đợi, bây giờ đợi. À, đây, đọc sách, mình đang đọc sách. Đây, hiểu. 70%, 80%, 90%. Rồi, tức là tôi đọc xong sách rồi. Tôi được cái con mẹ gì. Sách này cộng cho tôi con mẹ gì. Học xong rồi đấy. Đọc xong cuốn sách đấy rồi đấy. Có phải đọc tiếp không? Đã không còn gì để chúng ta học. Chúng ta đã đọc xong cuốn sách này rồi.
xong rồi sao nữa? Có gì hot không? Mình sẽ để cho tôi cái con cạch đi. Bây giờ bọn pháp sư này cũng phải học phép cho nó nữa cơ anh ạ. Và tôi thì chưa có tiền. Cứ từ từ đó. À nhưng mà để xem mà bọn phép bọn mấy thằng này mình cũng phải chú ý mà up magic cho bọn này nữa, intel cho bọn này nữa, quên đấy. Mấy lần trước mình không up intel cho mấy thằng tướng phụ. Mấy thằng pháp sư. Chắc biết nó cho cái gì. Ok mẹ nó. Cho cái gì thì chắc là cũng tốt thôi. Đọc con mẹ hết cái đống sách đấy thì chắc là cũng thành thiên tài. Nâng in để nhận là sao? Tăng in là sẽ được nhận được cái gì? Ba ảnh hưởng trận nhiều phết. Hello, cutie pie.
Lai vui nha bạn ấy. Đây là ma đây. Ok bạn ơi. Bạn xem xin vui vẻ nhá. Cộng điểm trăm à? Bắn quá tởm. Thêm khai khẩu súng nữa. Nó lại cứ là hết nước chấm. Đọc cái tăng tram mà. Chú ý mấy thằng tướng sau thì lên level cái về up cho nó cái in. Thằng này thì không có phép rồi, nên thằng này cứ up theo cái scout rồi cùng thôi. Đánh bọn này còn có được, có khi lên level còn nhanh hơn cả mày đánh trận đi chứ. Đánh một trận chắc gì được nhiều như này. Đại pháp sư đều ở dưới trướng mình sẽ mẹ mình nâng cấp mẹ bốn đại pháp sư này là những đại pháp sư tối thượng. Đặc nhân tâm. À, tí mà còn phải xem lại xem mà cái pháo đài này có tặng lại hay không. Tặng được, tặng con mẹ luôn.
đồng đội gần max rồi này nha mẹ, không lên được level nữa. Ui dồi, thịt nhiều quá rồi không nhặt được nữa. Cho tặng được cái thành nhỉ. Whip away này. Tặng lại. Chỉ tổ tốn kém. Một ngày cứ phải gánh 1.000 tiền vào cái thành nữa. Chính ra mình nên cho từ sớm. Đỡ tốn kém. Mình đang có bao nhiêu con lừa bao nhiêu. Bây giờ cái thành tiếp theo thì khả năng là mình sẽ đợt được. Mình không có thành. Vampire hình như là phải có chú thuật Necro. Có học được không? Nhưng hình như là học ở bên phép ở bên Empire là không học được trong đấy. Để tí tôi tự chạy sang mấy thành của bọn Vampire xem có học được skin cho thằng Vampire này không. Sợ là phải thằng đấy mới học được. Trang này không có ngựa, không có ngựa và không có đánh xa. Nên farm sướng. Mà được nhiều.
Mình farm cho mẹ trao tiết chủng con mẹ luôn. Sao mẹ sợ không dám ra luôn. Mẹ farm gộp hai thằng này luôn. Farm gộp hai thằng luôn. Ôi đéo cho gộp à? Cho gộp với tiện farm từng thắng. Cái quyển cái sách này học xong rồi có bán đi không? Hay là cứ để trong người? Đọc xong học xong rồi bán đi. Cũng đỡ được ít tiền. Chào động vật quý hiếm. Săn bắn mẹ vô tội vạ. Chào cho sen châu giật. Chào nhiều khả năng nó là tên riêng hơn chứ nó hơn là một nó là một từ có nghĩa. Cuồng nộ. Cũng hiểu thêm một cách tiếng Việt đó là kiểu mấy cái bọn trầm cảm với cả mấy cái bọn bị thận động kinh ấy, thì gọi là chao. Kiểu thế. Mấy thằng bị trầm cảm ấy. Mình sẽ giải thoát cho mấy cái thằng trầm cảm này ra khỏi cái thế giới này. Nó đỡ đau khổ.
Hỗn loạn đấy, trong đầu óc của nó bị hỗn loạn đấy, trầm cảm đấy, động kinh ấy, mất phương hướng hỗn loạn đấy, thì sinh ra trầm cảm ấy. Bọn này là bọn trầm cảm nặng, bệnh nặng lắm. Tôi giúp bọn nó đăng xuất ra khỏi thế giới này. Chứ tôi là cũng có ý tốt chứ cũng chả xấu xa gì. Cứ để mẹ cuốn này ở đây để còn biết được là mình học được những cái gì. Không mua lẫn. Không lấy cùng lúc hai thằng nhỉ? Lấy hai thằng này ngon. Đánh bọn này vớ vẩn, mẹ lên tia lên nhạy tăng tăng chứ. Đánh trao không thì cũng không giàu được. Đánh trao thì không giàu được, mà giàu chắc chắn là phải từ thành trì mới giàu được. Nhưng mà vấn đề là đánh trao này được cái là có farm điểm ảnh hưởng lúc đầu rất là nhanh. Lại lên được Rhino. Là cứ farm thôi. Bây giờ cứ farm đủ 300 điểm thì mình lại đi mình raid làng. Thì bọn nó lại đánh nhau. Bây giờ mình đang lệnh chua không có thành mà bọn kia nó có hết thành rồi. Nên nhiều khả năng cái thành tiếp theo chắc chắn nó sẽ cho mình. Khả năng rất cao là sẽ cho mình. Nó sẽ ủng hộ cho mình. Còn nếu nó cho mình caster thì mình lại mẹ mày giả lại xong rồi mình lại đi farm trao tiếp. 300 điểm chúng ta lấy. Bây giờ chỉ có cách đấy thôi. Có cái thành cái là chúng ta bật được tiền lên cái là mẹ chúng ta quẩy thiên hạ rồi. Ba trăm điểm chứ 400 điểm nào, 300 điểm đấy là bị chứ 300 đúng không, 300 400 tôi nhớ 300 mà.
Chiếm thành trong xó, bây giờ còn tùy thuộc bọn nó chiếm thành nào cho tôi. Bọn khốn nạn này, nó khốn nạn lắm cơ. Cái dàn lính cung chắc mắc mãi hết level rồi. Full ba lô. Thêm phát nữa là đủ 300 rồi. Triệu hồi mấy anh trao là chỗ này sạch sẽ quá, đánh nhanh đến mức mẹ trao đéo kịp ra. Mod này app và map chính, map này hơi nhỏ. Nói chung còn thật ra là cái này nó chưa phải bản chính thức, cái này mới là bản beta thứ tư thôi, nó chưa phải bản chính thức. Còn nó còn sau nó còn mở rộng ra nữa cơ. Đây là mình không đợi được thì mình cứ chơi thôi, chứ còn đợi nửa năm một năm nữa nó lại update tiếp. Chắc tầm nửa năm update một lần, update một bản lớn dần.
Mà Red chuẩn bị đang beta 1.8.0. 1.8.0 thì thay đổi một số thứ, cũng có một số thứ hay ho, đó có thêm phim cắt cảnh. Tức là khi cưới vợ hay là khi sinh con hay là khi làm chư hầu đấy, chúng ta sẽ có một đoạn phim cắt cảnh chúng ta gia nhập triều đình. Khá thú vị. Tinh chỉnh một số thứ, một bản big update. Rồi 314. Chúng ta cũng không cần thiết phải có. À, Vampire tuyên chiến à? Các mẹ đợi ỉa chảy ra thì nó không tuyên chiến, bây giờ nó lại tuyên chiến à? Được. Đúng lúc của chúng ta cũng nuôi quân cũng đã đủ rồi. Đến ngày xử lý bọn này rồi. Có cái sách nào học phép canon không nhỉ? Không biết sách nào mà học cái ấy nữa. Học tiếp quyển thứ hai thôi nào. Tăng điểm mana vào đây. Intel này. Là lên mana thôi. Cái này học cũng tăng điểm engineer anh em ạ. Học cái này tăng điểm engineer với đấy. À đây là cuốn sách của thiên tài Leonardo DiCaprio, thành ra là nó tăng cho tôi engineer. Mấy cuốn sách này thú vị phết nhỉ. Nên là Leonardo, nhưng mà chắc là lấy bối cảnh lấy tên giống thôi chứ không không hẳn là đúng tên. Cuốn sách này không có gì để học nữa. Leonardo da Miglino.
một cuốn sách giúp cho chúng ta tăng engineer khá hợp lý. Có tiền thì cứ mua sách mà học. Rồi đại quân tập hợp đâu đấy? Em tới đây. Các anh ở đâu đấy? Có em đây. 1.300 quân. Ui trời ơi. Có mặt. Mặt tướng có mặt. Mặt tướng mang rất nhiều lương thực tới để cho mẹ ba quân có mẹ lương thực dồi dào mẹ để đánh trận. Ba kia có 600 nè. Và quân đoàn 1.000 này này. Mình ăn được bọn nó. Mình vào thành 1.400. Bọn này nó dễ tan lắm bởi vì nó kiểu dễ thiếu lương thực. Zone 1.400. Bọn này có 3-400 lương thực và 300 lương thực. Cả quân đoàn có 300 lương thực. Mình phải vào mình tiếp tế cho thành này bị công. Trời ơi, đại chiến đây rồi. Đại chiến. Mình sẽ giữ bọn cung. Bọn này chỉ huy bọn cung ngu lắm. Mình phải chỉ huy bọn cung mà chiến thắng được. Thế đẹp. Bố mày mà đã chỉ huy quân đội thì chúng mày được check. Không, đéo vào. Đéo có chuyện bố mày vào đấy, đứng. Quân bố mày sẽ đứng bên cạnh. Có xanh lét thôi. Đạo của tôi bắn được 69 mạng. Chết không, bị thương 4.
Cầm đam chính khắc ngay. Mới giết được 600 thôi. Quân nó có 1.400 cơ, 1.300 cơ. Black Knight này. Vòn nè. Chắc. Chắc. Đại quân đã chắc thì chúng ta chắc. Có cái chào đây à? Rồi mẹ đều điều sư húc. Điều sư húc cho một đường mẹ. Mấy thằng xương đéo được tuổi luôn. Chia. Quân đoàn của mấy biết tên là gì, chết 10, giết 200 mạng. Quá kinh khủng tởm. Quân đoàn mũi nhọn. Yeah.
Sâu xìa. Đại thắng. Đánh bọn này được có 8 Rhino. Mẹ đánh bọn cha được bao nhiêu. Prison. Có mấy đồ từ âm phủ gửi đến này. Có mấy đồ từ âm phủ gửi đến cho chú này. Chú thích cầm lưỡi hái nào? Cầm lưỡi hái này nhé. Cái này kiếm một tay à? Em cho thêm cái khiên đi. Nhìn cho nó mẹ. Có đồ ship từ âm phủ tới luôn. Ít thịt đi, nhiều quá. Trời ơi, nhặt đống bọn này nhờ mình. Thì không chơi lính vampire. Cứu nguy được thành này. Bây giờ liệu các hạ đi đánh thành nào? Midland Bird bị đánh kìa. Mẹ bọn vampire tôi nghĩ nếu có điều kiện thì hòa đi. Midland Bird bị đánh. Thì không biết đạo này người ta cứu không. Bọn này còn di chuyển ra đây này. Con này đang chơi chỗ đấy để cứu nguy. Chết. Tiếp tục chỉ mà súng tiếp. Mình chỉ súng như bọn vampire đéo có cửa. Bọn nó đẹp à? Thì mình công. Let's go. Phép nó bắn được kìa. Ui, ngựa đéo gì mà ở đâu ra mà nó mẹ xiên skin với đái vậy. Thằng pháp sư à? Bọn pháp sư nó xiên skin. Tởm thật.
Chúng đứng đầy đầu này luôn. Oh shit. Đồ này hợp cho súng đứng ấy. Còn cho chúng mày chết. Mẹ pháp sư nó cứ đứng chỗ đông kia, nó giật xét xuống, mẹ nó ăn mạng vãi đái thật. Đẩy bọn nó xuống đồi. Bọn nó đánh lên đồi, để đánh được đâu mà. Đẩy quân giặc xuống đồi. Mình còn lùi lùi ấy. Mẹ. Giờ mới chắc mẹ. Ừ.
Khuôn bố mày làm xong hết việc rồi. Rồi chúng mày mới chắc à? Quân mình bị chết 20, giết 280 mà vẫn cứ là mũi nhọn. Trận này chết mất có 200 lính thôi. Bị thương ở phần nhiều. Bù lại thì bắt được một lượng lớn mẹ mà tướng lĩnh của nó, 22 tướng lĩnh bị đều bị bắt. Đéo thả thằng nào hết. Nhốt hết vào trong tù. Kiếm gì đấy vẫn nhìn đây. Ai à? Ma vương kiếm à? Vampire Grishaw. Chất quá nhỉ. Ma vương kiếm à? So với cái thanh kiếm của tôi thì mà chỉ số mà mọi chỉ số đều cao hơn. Được rồi, tôi sẽ đi chuyển sang dùng mẹ thanh ma vương kiếm này. Hợp lý. Đánh xong hai trận bắt được tương đối tù nhân. Bây giờ mà mang quân đi đánh này. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà hòa thì bọn nó sẽ cống nạp cho mình tận 6.900 tiền anh em. 6.900 tiền. Tôi nghĩ tính là nên hòa. Để cái mẹ đánh đi. Ngàn quân cơ mà. Đội đạo này tan thì tôi sẽ chỉ huy quân đội. Tôi sẽ gọi quân đội đi đánh. Nhiều anh em. Bây giờ nên lấy thành nào đây? Tranh thủ bọn vampire nó đang mất hết tướng. Chúng ta sẽ đánh vào Lechecker đi. Tôi có thể kêu gọi được tối đa bao nhiêu quân đoàn? Đặt thế.
đoàn quân. Tập hợp. Theo ta chiếm, ta chiếm Lechepe. Tất cả đều đang có thành hết rồi đúng không? Đúng rồi. Chẳng lẽ chúng ta không lấy được cái thành này? Sao tôi là lãnh đạo quân đoàn, tôi không được cộng điểm là lãnh đạo quân đoàn nhỉ? Còn này phân biệt đối xử ấy. Vampire chắc chắn là không còn quân đâu. À không, bọn nó thả cũng tương đối, nhưng mà bọn nó còn phải hội quân một chút. 600 quân. Chúng ta phải tắt này. Hai cái này chắc là đủ. Thành này không có cầu đá nên chúng ta chơi được. Tấn công. Không thể để người anh em trong đội chết một cách vô nghĩa được. Thành bá vương kiếm này có vẻ mà lướt cất phết nhỉ. Sợ. Không thành vứt mẹ này đi. Ma vương kiếm chứ. Được đấy. Đều mạnh hơn thanh Grisor của mình lúc trước. Ma vương thánh tướng. Ma vương thánh tướng. Mẹ, tập hôm trước thì đợi thằng Vampire nó ua mà mãi nó ua. Tự nhiên kêu này nó lại ua ngay sớm đấy. Ngon. Mẹ thuận lợi cho mình.
kiếm đẹp hết nhỉ. Kiếm này mà phát sáng mà kiểu ma mị một tí nữa thì hết nước chấm. Chim đã chui xuống đấy. Thành đấy. Quên đéo bút đâm rồi. Chop, 8 chop. Toàn Empire à? Ngon, lấy hết. Đúng lúc đang thiếu quân. So mercy. Wait here. Đợi chia thành thế nào. Anh em ta nghỉ ngơi ở đây một chút. Là chép bơ. Đó, là con bảo không được nữa. Nhưng mà chỗ này khá là biên giới với cả mẹ vampire đấy. Nên là chiếm được có lẽ phải mẹ hòa luôn. Chỗ này thôi hòa luôn đi cho an toàn. Yêu cầu hòa luôn. Đó. Đấy. Cho nó an toàn. Tội đeo gì phải khổ. Có cái thành ngon. Được à. Cho bằng bạn bằng bè. Đã lấy là phải lấy thành xịn. Rồi tí để nó convert sang văn hóa của mình.
một lúc mà nó convert sang. Ở đây chúng ta có thể cho thằng vampire, à không. Silver Orc. Nhà Silver này là của thằng nào đây? Hennick. Đây, Silver Mid. Very good. Vứt vào cái kho hai quyển sách đi. Không dùng đến. Mua thêm một quyển nữa, học tiếp. Cứ để ra đã. Còn biết quyển nào học chưa, quyển nào chưa học. Bán mấy cái linh tinh này đi. Với vừa mở một cái workshop. Từ từ cân đối tiền đã, đang ít tiền. Xem là dương tiền rồi, mua thêm 2 quyền 3 quyền. Ngồi ở nhà đọc sách một thời gian đã. Nghiền ngẫm sự đời. Ê à, Avalen, một cái gấu nhỉ? Rồi, học cái quyền này thì được cái con mẹ gì? Nothing more. Quyền này thì chắc là tăng kỹ năng cưỡi ngựa này. Đấy, tăng kỹ năng cưỡi ngựa. Ai biết được sách nào học, bây giờ học thì mới biết nhỉ. Tăng skin bow. Chắc là tăng skin bow. Quyền như con cặc. Rồi, bước vào kho đi.
Đi đây. Tưởng làm sao? Bốn trăm tiền đợi thành trì hồi hồi tí đã, thằng tí về tạ tướng phụ sao? Mà đi đánh nhau đã. Mình có đang bị security không nhỉ? Thành trì này có bị security giảm không? À, có bị hai ao không? Không, không có hai ao gần đây. Đang có mấy quân đoàn tập hợp đấy? 500 à? Có một đạo từ trước đây à? Có tiền này, lúc nào nó cũng dương này thì nó mới làm việc gì nó cũng dễ được. Bọn này đang bị ai công này? Vampire à? Dễ là vampire lắm. Vampire công. Tập này mấy thằng lìn, mấy con lợn này láo nhỉ. Tập trước thì im tin tít, tập này thì đua nhau. Nhưng mà bố mẹ có thành rồi, bố mẹ không vội. Bố mẹ không vội. Đấy, Lechipper bây giờ đã convert sang văn hóa của Empire rồi, tốt. Anh mày không vội, ok. Rồi, quân đoàn tập hợp bao nhiêu? 1.200, tốt. Vì rồi đấy. 1.200 ở đâu? Ồ, ngay đây, ngay đây. Bán tù binh, tù nhân để lấy tiền. Bán hai thằng mẹ hơn chục rồi. Mẹ cái Silverbeat này mãi chưa kiếm được tiền đấy. Chúng ta có làng về ấy mà. Cái tòa thành vừa rồi bọn nó chiếm ấy, chuyển sang văn hóa vampire. Quẩy lên. Lechecker độ thịnh vượng đang chắc cũng không cao lắm. Để xem độ thịnh vượng ở này. Ờ, Lechecker thịnh vượng không cao lắm. Mình phải nắm thịnh vượng có 1.700, thành ra hơi ít tiền. Nó phải Ubat nè, thịnh vượng 6.600. Thằng ấy mới, thằng Ubat là thủ phủ. Chiếm cầm được thành này giàu lắm. Thịnh vượng 6.000. Mỗi ngày 2k tiền là ít.
Nhanh đi. Đi đánh thằng kia. Có bị mất thành không? Bị thằng nào? Quân một thành truyền thống văn hóa của vampire, 1300 mà đi đánh cái pháo đài nhỏ này ơi đấy. Phí mà này đi đinh tinh rồi. Thì tìm một thì kệ nó thôi, biết làm nào. Mình chưa lên combination 4 này. Cái này không cho lấy vợ nhỉ. Thiếu người quản lý thành. Được, đánh luôn à? Không cần đánh luôn à? Không cần thiết bị công thành à? Ram.
kiếm mới chém mẹ đam to phết đấy. Thành này hơi xa mình nên nó cho ai cho thôi. Nếu là đi phải cống nạp cho thằng này cái tiền cống nạp từ bọn Vampa cho mình là gần 500 vàng rồi, nhiều phết nhỉ. Nó đứng dưới bắn chứ không phải nó đứng trên, nó đứng dưới bắn. Có một đạo cung ở đứng dưới đấy. À, tôi chết hay là nó chết? Bọn lính thì ấy. Thêm mà mình phun mẹ lính rồi, mình thiếu lính đéo đâu. Tầm này là duy trì thêm một đạo lính nữa rồi đó, một đạo lính nữa nó chỉ trả lương chỉ tầm đấy thôi, tầm này thôi. Về nhà tí đã. Để up cái thành. Mẹ thành của mình mẹ giữa mẹ rừng vampire. Về củng cố thành trì á. Fit nhỉ. Yeah. Sau mình chiếm được cái úi giời. Vừa nói dứt mồm xong thì bọn này tuyên chiến. Thế thì bây giờ là tôi nghĩ là chúng ta sẽ hòa bình với thằng này đi. 50 điểm. Để cho quân đoàn kia nó dồn về đây. Ơ, hòa bình đi luôn với bọn vampire này. Ừ, thế hòa bình với vampire trước. À, đi mà, nói chung là nên hòa bình vampire nên hòa bình này. Hòa bình với thằng này để cho quân nó kéo lên đây đánh đánh bọn này. Để mình lấy thêm một cái thành nữa anh em. Để mình lấy thêm một cái thành nữa mà mình đánh ở đây mình lấy thêm một cái chi fork hay nữa thì mẹ hai thành trì là ngon. Là mạnh. Láo nhỉ. Nó thấy mình có thành cái mà nó thi nhau nó tuyên chiến. Mở lông cũng đã nhiều tiền nhất này. Mở một quán bia với một quán lông ở Leicester. Chỗ thành này chưa có tiền. Đại quân thì đang phía dưới.
Bây giờ không thể để đại quân ở tít phía dưới này được. Theo tôi là các ông hòa với nó đi. Hòa vào thằng dưới này đi. Đấy, hợp lý. Xong rồi, bây giờ mình phải triệu tập một ít quân để thủ thành. Không mà tí quân lại không tới kịp. Ở đây chúng ta có 90 điểm đúng không? Hai đây, thằng nào gần đây không? Một đây, đây thằng này một đây này. Nó có 27. Thằng rẻ rẻ thôi. 7. 33 là hai đây, hơi xa. 20 đây là 44. 71. Cũng được. Đấy, tập trung phải ít phải thêm có hai đạo này để về nhà thủ, không bọn nó mang quân đến mình không làm gì được. Trong này cũng không có đông quân lắm, 100 quân thôi. Thêm đám quân quân này của mình là rơi vào khoảng 400 là khoảng 500 đấy, thì may ra còn có khả năng đép. Chúng ta vừa đây là thủ đã, thủ hết lính rồi nhét vào trong thành. Chuyển hết lính thuê lính này lên, sau đó nhét vào thành. Chop Buller. Giữ thành bằng được. Đại quân lên không manh động. Đấy là bằng quần là anh Enchanter này. Chúng ta có đúng đối thủ tới cấp 3 rồi, giúp chúng ta rất nhiều việc. Nói chung tầm 600-700 quân này bọn vampire không dám đánh đâu.
Bây giờ đại quân nó đang tới, không biết là tớ có kịp không. Lưu Thọ tuyển quân liên tục. Thành Lưu Thọ này như của thằng đấy đấy, à, thành Enchant Charter này là của nó đấy. Mình mới lấy thêm được một cái thành ở đây nữa này, Sen Phở Hò này nữa. Hai cái pháo đài này nữa là mình lực mình ngon ngay. Không không tiêu ứng à? Chấp nhận mất thành à? Đép được, đép được. Như vậy tàn quân vampire nó sẽ ở đâu đó. Số vampire bị ăn đòn. Tốt. Cay thế nhỉ? Biết thì đéo ra khỏi thành nhé. Mẹ bọn bọn kia không mang quân về đi, cứ lẩn vẩn đâu. Cay thật mấy cái thằng Empire này. Trời, bố mới tách ra lập. Không có gia binh thì ra mình chứ thế nào làm gì được. Thì thoát ra lại nào. Xem cái xếp cũ nó đang đoạn nào. Thành ở biên giới của mẹ vampire phải chấp nhận rồi.
hơi đen là mẹ ép clan bên mình nó lại vướng vào hai cuộc chiến với hai thằng sau lưng, thành ra đại quân nó lại dồn hết phía dưới. Đánh thử nhá. Không được thì chúng ta bỏ thành. Đành phải bỏ thành xong rồi chiếm thành khác vậy. Ở đây bọn nó chỉ có ram đấy, nhưng chúng ta có 4 cầu đá. Mình một cầu gỗ bỏ xuống như thế này. Cái ram nhiều khả năng xây gỗ. Châu đấy. Đó. Nhiều lên. Nó có một pháo đạn rồi. Nó chỉ có một cái pháo đài thôi. Quân giặc đến. Giặc đến anh em. Bảo vệ thành trì. Bảo vệ non sông.
chật chội quá. Hy vọng đem được, có vẻ là đem được. Nó chết nhiều lắm rồi, bọn nó vẫn còn khoảng 1.000 quân, gần 1.000 quân nữa. Bọn nó có 1.200 quân công quân thành, chúng ta đánh lưng ra nửa rồi. Kiếm lửa, chết con mẹ nó đi. Chỗ này chắc không phải lo, tôi sẽ ra bên kia. Sang bên này sẽ có gì bận tâm không? Bên này không biết bọn nó có leo thang không? Chắc là có, nhưng mà độ súng của mình mạnh lắm. Đá đâu, đá đâu, lúc ném đá rồi. Rồi ném đá giấu tay, còn mẹ chúng mày. Chết con mẹ ơi, đá đây cứ bắp ấy. Đá đa không lan à? Đá đa không lan à? Ui, bọn trâu nhờ. Không sao, tiếp tục ném đá. Tử thủ bảo vệ non sông gấm vóc, không cho quân thù tràn vào. Mẹ đá hơi cùi nhỉ, ngày xưa đem đá mẹ chết nhiều lắm. Chết ai thì đéo làm gì. Chết ai nhỉ. Cùng không sao, kiểm soát tình hình rất tốt, bọn nó không lấy không vào được đâu. Quân và dân trong thành rất là anh dũng chống trả quỷ dữ. Súng trên thành mẹ cứ nã cho mẹ. Thôi rồi, mấy thằng cung ở đây bắn này rát phết đấy, mấy thằng cung chỗ này này mẹ nó bắn bọn này rát phết đấy. Tốt lắm. Chết rồi mẹ, mình vừa đá vừa bắn một quả chất lượng đấy.
Very good. Nào nào. Kiểu này grab bắt. Very good. Máy mình cùi quá đọc dữ liệu không để được người ta. Em đéo còn mana mà cứ ném phép. Được chưa? Ok. Bình tĩnh, những trận quan trọng này đừng có lạc giật thì... Nó rút rồi. Nó rút rồi. Tên giặc này hèn nhát. Rút chạy rồi. Rất tốt. Đại thắng. Quân mình còn truy sát chứ. Rồi. Những cái trận là giết nhiều như này mà còn không được ấy. Bật hết. Season bắt hết. Cứ phải ra xếp một phát đã. Ra xếp phát đã. Đấy, thế là an toàn. Ngoan. Bây giờ vứt bọn này vào trong tù. Đã tội. Dám xâm phạm lãnh thổ biên cương của mình. Vào tù hết. Rồi, bán hết bài đi, được 13.000. Trái đe, trái đồ có bị hot không? Cái choàng này mình mặc chắc cũng không hợp. Không hợp. Quá hợp lý. Để cho Buder. Rồi. Mua cái dệt, cái sản xuất lông của này. Nhà máy dệt lông. Yes. Ok. Đó. Full workshop cho nó nhiều tiền. Ngồi trong thành tí đã. Bắt rất nhiều tù binh của bọn Lan Tài. Bây giờ mà mình triệu tập quân đội đánh sang cái thành bên cạnh, liệu có đủ đánh được không nhỉ? Nhưng mà hết mẹ điểm rồi, 500 quân. Đây mà hồi quân một tí. Hồi lính bị thương các thứ.
không thả thằng nào hết. Để cho anh em hồi quân này đã. Xong không biết có chiếm được Sen Fox này không. Cái xanh xanh là giáp ngựa ma đấy, nhưng mà mình không dùng được. Cái này cưỡi ngựa xương của nó mới được cơ. học sách, đọc sách trong này. Để biết quyển nào mình học rồi, học xong rồi. Nó phải lấy cái trong kho ra thì mới biết được quyển nào mình đọc chưa hay chưa đọc. Cái option mới này nó ấy được rồi này. Mình có thể bỏ tiền ra để tuyển quân này. Tuyển thử xem, 640 DZ Magman DZ. Đây à? Thằng lồn rồi đấy. Nhét vào trong thành. Chỉ với thằng nhỏ chắc được. Nhưng mà sợ ra khỏi thành bọn kia à, không chưa chắc, bởi vì bọn vampire tôi nghĩ là hết quân rồi, bắt được hai mươi mấy thằng quý tộc của nó. Bức tranh Tutanua một cái, mua trước một quyển thôi, hết tiền rồi. Đấy, ngồi nhà đọc sách cho anh em nghỉ ngơi tí đã. Tăng kỹ năng leadership. Chỉ mới caster này, không biết mình có giữ được không nhỉ? Caster, Tenfold, chỗ này có 400 quân thủ. Cái gì? Trăm quân nhưng mà chưa chắc mình đã được chia thành này. 400 quân nhưng chắc chắc chia thành này. Thế là chiếm cái pháo đài này chưa nên. Pháo đài này cũng chỉ có 400 quân thôi. Ở đây chúng ta cũng chỉ có khoảng 170.
Ở đây là còn 400 quân này, 400 quân này thì mình phải lấy cơ. Một vampire này thì chắc chắn là chưa thể hồi ngay được. Nó mất rất nhiều quân, thế thì mình có thể lấy cái pháo đài này. Không thả thằng nào hết. Dồn ép vampire rồi mà. Thành này không biết có thực chi được mình không. Vấn đề 100 quân, đấy, thành này được này, 100 quân thôi. Không nhiều. Được thành đi vào cho tiết kiệm quân. Vấn đề là anh đéo biết quyển nào anh đập được, quyển nào chưa. Bây giờ bán đi xong biết mua quyển đéo nào mình đọc rồi. Trong một rừng quyển sách đấy nó có ghi đọc rồi đọc không đâu. Nhất cứ giữ lại còn hơn mua nhầm. Thành này chắc hiện cái chamber chắc sẽ yên ổn rồi. Cái gì? Ngài đéo hiểu vấn đề à? Cùng cái loại đéo gì? Nó cái lần gì đây? Phải mua nhiều, tức là mua quyển nào học rồi thì để đấy, để còn biết là quyển nào mình học rồi, quyển nào chưa. Bán đi xong rồi buổi sau chơi thì biết được quyển nào là mình đọc rồi, quyển nào mình chưa. Bỏ mẹ một đống tiền ra mua xong rồi quyển học mẹ rồi thì bốc cất à. Đơn giản thế mà cũng không hiểu. Dồn cái gì? Quyển này học rồi có học lại nữa đâu. Nó cộng dồn hay không cộng dồn à.
mua khẩu súng. Mẹ. Tiền đâu mà mua. Có được thành thành này được cho. Mẹ sợ đéo được cho. Mười, rồi hòa với vampire đi. Được cống mẹ. Một đống tiền. Tội gì không hòa. Thầy được cho không? Ô, bọn này mẹ bọn chó này nó cắn trộm thành này lúc nào nhé? Khốn nạn! Mày thế vẫn còn 20 điểm. Hết nước chấm. Nó lại là hết nước chấm. Lấy chưa? Pháo đài bé nó quan trọng, nó không phải là tốn hay không tốn mà pháo đài này rất quan trọng khi nó có cái quân đồn trú trong đấy, quân tinh nhuệ ấy. Bọn nó sẽ luyện quân cho mình. Khi nào mình đánh trận rồi mình hao quân ấy thì mình có thể chui vào trong này mình lấy quân tinh nhuệ ra. Cái pháo đài này là cái pháo đài chuyên luyện quân. Tower thì nó ít quân tinh nhuệ hơn. Tower thì thiên về kinh tế. Còn những cái pháo đài nhỏ này thì nó sẽ chú trọng vào luyện quân hơn. Thì đây sẽ là điểm chúng ta lấy quân tinh nhuệ ra để chúng ta tiếp tục quay trở lại trận chiến. Bây giờ có một tower, một caster là đẹp. Tiền thì cũng không âm được đâu. Bây giờ là dương 700 này là duy trì được ấy rồi đấy. Thêm một đạo nữa. Này để cho lấy vợ nhỉ. Mình đang bị thiếu tướng cai quản. Thiếu tướng mới đái. Đó, rồi thôi anh em. Chúng mình sẽ chơi đây thôi. Hẹn anh em những buổi liên tiếp theo. Anh em xem thứ hai bấm nút subscribe chuyện đều của mình. Hẹn anh em những buổi tiếp theo chúng ta sẽ bình thiên hạ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.